Nhân đây thầy cũng nói đến một cái việc tu tập. Thì khi thầy đi ra lập chùa hiện không á, là bởi vì cũng giác ngộ một phần nào về cái bài kinh tứ niệm xứ. Thầy thấy rằng là bởi vì thầy nghiên cứu khá nhiều, thầy nghiên cứu rất là rộng, nghiên cứu các tôn giáo, rồi Phật giáo cũng nghiên cứu hết các tông phái. Cho nên bây giờ thầy đi giảng khắp nơi đó, thì nhiều khi Thiên Chúa họ cũng mời tới giảng, rồi các cái tông phái đều mời thầy tới giảng hết đó. Tại vì cái tinh thần mà thầy giảng thì nó mình đưa cái cốt lõi của đạo. Đạo là của chung chứ không phải là của Phật, không phải của riêng của Phật, cũng không phải của riêng của Chúa hay là của riêng ai cả, mà là đạo hay là pháp hay là chân lý là của chung. Cho nên á, thầy thì có một cái tinh thần, có thể đây là cũng là tinh thần huyền không, là chấp nhận bất kỳ cái điều gì mà là đúng tốt. Cái gì đúng tốt là đạo, cho mình không phân biệt đó là tôn giáo nào hay là tông phái nào. Và mình riêng thầy đó thì thầy cũng không chỉ trích bất kỳ cái sai của ai. Bây giờ đương nhiên bây giờ có thể nói là tông phái nào cũng còn có nhiều cái sai đó, không phải là mình do cái tông phái đó mà do người sau không hiểu rồi dần dần để làm cho mai một cái tinh thần của các cái tông phái đó. Cho nên thầy là khi mình thấy được cái cốt lõi của đạo rồi á, thì mình chỉ nói cái cốt lõi chung mà ai cũng chấp nhận được. Thí dụ như khi thầy tới thuyết giảng ở nơi các cái trường, cái đại chúng viện ở bên đảo Thiên Chúa đó, tức là giảng cho mấy cha luôn á, nhưng mà mấy cha cũng là rất là thích, bởi vì mình không có nói đả đồng gì tới cái Phật giáo hay là Thiên Chúa giáo, mà mình chỉ nói lên một cái chung mà cả Phật giáo Thiên Chúa đều cùng thấy như nhau. Cái đó chính là cái cuộc sống, chính đó chính là những cái mà sinh hoạt hàng ngày của đời sống. Thật ra chúng ta thấy rằng là tất cả trong đời sống thực của chúng ta đó, thì không hề có chính trị trong đó, không hề có tôn giáo trong đó, không hề có bất kỳ cái gì trong đó cả, mà nó đang là sự sống, nó là sự sống đang là. Có phải vậy không? Mình đi là đi, ăn là ăn, đóng cửa, mở cửa, đánh răng, súc miệng, tất cả mọi cái đều là đạo, chứ không phải là một cái giáo lý nào đó. Cái tất cả những giáo lý đó cũng đều chỉ cho chúng ta tự thấy ra tất cả những cái sinh hoạt trong đời sống của mình, chứ không phải là không có một cái tôn giáo nào mà nói đến cái chuyện quá cao siêu cả. Nhưng mà họ có thể dùng cái từ mà làm cho người ta hiểu là cao siêu. Thí dụ như một cái chuyện, câu chuyện thế này. Hồi đó mẹ bề trên Maria Thành ở thành phố Hồ Chí Minh á, đến gặp thầy. Nó hỏi tại sao mà mẹ bề trên lại biết tôi mà đến. Nói là bà đọc sách tiếng Anh á, nghiên cứu sách tiếng Anh á, thì người Anh mà Thiên Chúa giáo đó, thì khi mà người Anh họ qua đô hộ Ấn Độ đó, thì người Anh họ đọc họ nghiên cứu Phật giáo. Cho nên khi họ nghiên cứu Phật giáo đó, thì họ về họ viết sách, thì họ nói rằng là đạo Phật có nhiều cái phương tiện để đi đến với Chúa hơn cả đạo Thiên Chúa, bởi vì đạo Thiên Chúa chỉ nhiều khi là chỉ cầu nguyện hay là chỉ làm từ thiện hay cái gì đó, nhưng mà đạo Phật thì có rất nhiều phương tiện. Thì bà mới muốn tìm hiểu Phật giáo, rồi có ai không biết đó giới thiệu tới thầy. Thì bà mới hỏi thầy là trong đạo Phật có nói đến cái sự vĩnh hằng không? Thì thầy nói có. Thì bà nói rằng theo như là bà biết á, thì đạo Phật nói đến vô thường cho sự lặng, chứ không thấy có vĩnh hằng. Thì nói có, không có vĩnh hằng. Thì bà nói vậy thì vĩnh hằng là cái gì? Theo đạo Phật như cái gì là vĩnh hằng? Thì lúc đó đó cái chỗ trong cái phòng thầy nó có mấy cái lỗ lỗ để lấy ánh sáng á,
Thì lúc đó trời trời buổi sáng cho nên nó có cái nắng nó chiếu vô ngay ngay trước mặt á. Thì thầy mới nói à cái đốm sáng này là vĩnh hằng. Bà nói ủa sao lại đốm sáng vĩnh hằng được? Bởi vì cái đốm sáng là nó vô thường, thì đúng như đạo Phật nói là đốm sáng nó vô thường, cho nên đâu có vĩnh hằng. Thì thầy mới nói rằng nhưng mà trong đạo Phật á, thì nói là chân lý ở khắp mọi nơi, còn bên đạo Thiên Chúa thì nói là Thượng Đế ở khắp mọi nơi. Vậy thì tại sao Thượng Đế lại không ở trong cái đốm nắng này? Mà nếu Thượng Đế ở trong đốm nắng này thì đốm nắng này là vĩnh hằng. Bởi vì Thượng Đế là vĩnh hằng. Thành nó thầy dùng những cái rất là đơn giản, nhưng mà có thể là nhờ mình nghiên cứu hiểu đạo Thiên Chúa, cho nên khi mình nói chuyện với người đạo Thiên Chúa thì họ cũng thấy ra vấn đề dễ dàng. Nhưng mà luôn thầy cũng học cái cách của Đức Phật là luôn chỉ vào cái sự thật. Thì lúc đầu á thì thầy hiểu tứ niệm xứ theo kiểu Miến Điện, tức là tu là phải theo phương pháp này thưa phương pháp kia, phải niệm thân niệm thọ niệm tâm niệm pháp gì đó. Mỗi cái niệm như vậy á, là có một phương pháp, có khi niệm thân cũng có vài ba phương pháp khác nhau chẳng hạn vậy. Nhưng mà thầy thấy là thực ra Đức Phật á, là Ngài luôn chỉ vào một sự thật. Mà sự thật đó là sự thật ngay đó, chứ không phải sự thật một cái lý thuyết. Đức Phật nhớ là, cho nên Thầy có nói là đạo Phật không có giáo lý. Thì có nhiều vị phản đối, nó nói trời ơi, cả kinh điển Tam Tạng, kinh điển nào là kinh luật luận về mà nói không có giáo lý. Nhưng nếu quý vị để ý đó thì quý vị sẽ thấy thế này. Đức Phật Ngài chỉ thẳng. Thí dụ như ông Angulimala, ông giết người. Và tại sao ông giết người? Đức Phật biết rất rõ điều đó. Và tâm trạng của ông khi giết người như thế nào thì Đức Phật Ngài biết rất rõ tâm trạng đó. Cho nên ấy, chỉ cần khi, tại sao Đức Phật Ngài không đến lúc mà ông mới giết người để Đức Phật có thể ngăn chặn ông ngay từ đầu. Mà sẽ đợi ông giết tới 99 người rồi lúc đó Ngài mới đến đến để nói lên một sự thật. À, mà sự thật đó đơn giản là thế này thôi. Ngài chỉ dùng một từ là dừng lại. Như Lai dừng lại rồi, còn ngươi chưa dừng lại. Chỉ có một chữ dừng lại đó thôi. Thì dừng lại là dừng lại cái gì? Dừng lại ở đâu? Cho dù rất nhiều người đọc bài kinh đó vẫn chưa giác, vẫn không giác ngộ. Là tại sao? Bởi vì dừng ở đâu? Dừng cái gì? Có người thì nói là dừng không giết người nữa, nhưng đó cũng chưa phải. À, có thể đó là dừng cái ý đồ mà cái nỗ lực để mà nắm, để mà tìm kiếm cái lý tưởng mà lý tưởng đều là ảo. Tức là dừng lại cái tìm kiếm cái lý tưởng ảo. Đó cũng là một điều cũng đúng, tức là dừng giết người cũng đúng, dừng lại cái lý tưởng ảo cũng đúng, nhưng mà vẫn chưa phải. Nếu mà chỉ dừng lại cái lý tưởng ảo thì cũng không ngộ được, hay là dừng giết người thì cũng không ngộ được. Vậy thì ngộ là ngộ cái gì? Vậy thì ông giác ngộ là ngộ cái gì? Thật ra giác ngộ chính là giác ngộ cái dừng lại đó. Cái điều này mới là khó hiểu nè. À, cái giác ngộ chính là cái giác ngộ cái dừng lại đó. Khi mà chúng ta buông hết để dừng lại, giống như thầy nói rằng là trong ngoài lặng lẽ chẳng viên đâu, sáng suốt hồn nhiên khỏi vòng cầu. Khỏi vòng cầu tức là chấm dứt mọi vòng cầu, buông hết một phen đừng luyến tiếc. Dừng lại cũng là buông xuống đó, buông hết một phen đừng luyến tiếc. Con ơi, ngay đó thấy đạo màu. Ngay đó thấy đạo màu chính là chỗ dừng lại. Mà Đức Phật Ngài nói cho ông
Thì khi ông dừng lại, bởi vì ông đang rất là đau khổ trong cái việc giết người. Một mặt là đau khổ vì phải đạt đến lý tưởng, một mặt là đau khổ vì mình đã giết người. Mà đâu, giết người đâu phải đơn giản. Giết người rồi phải tìm cách làm cách nào để cho họ chết đi, để mà cắt ngón tay. Nhưng mà khi mà làm cho họ chết đi như vậy, ví dụ như đâm một nhát họ chưa chết, phải đâm thêm một nhát nữa, rồi họ quằn quại, rồi máu chảy ra đó. Biết bao nhiêu là đau thương. Rồi cha mẹ họ hay là con cái họ khóc than. Tất cả những cái đó là ông rất đau khổ, chứ không phải là đơn giản. Tuy là giết người vì lý tưởng, nhưng mà ở đây chúng ta thấy thế này. Lý tưởng là 100%, cho nên mới đi giết người. Nhưng khi giết người thứ nhất thì còn 99%. Là bởi vì giết người thứ nhất là thấy cái đau đớn của cái người bị giết, là ông đã chùn một bước rồi. Giết người thứ hai là còn 98%. Giết người 99 là chỉ còn 1% lý tưởng. Còn lại là toàn là những khổ đau, toàn là những cái ân hận đó. Cho nên khi Đức Phật Ngài nói dừng lại, thì đầu tiên là dừng lại giết người. Nhưng mà dừng lại giết người không á, là mình đã thấy quá thoải mái rồi, quá khỏe rồi. Trời ơi, bây giờ mình đang giết người rồi mà mình dừng lại được. Nhưng mà nếu đã dừng lại giết người thì cũng dừng luôn cả cái lý tưởng mà mình muốn đạt được. Cái chỗ dừng lại đó, chúng ta sẽ thấy rằng là nó cực kỳ tuyệt vời ở trong tinh tấn chánh niệm tỉnh giác. Tinh tấn chánh niệm tỉnh giác là gì? Là dừng lại hoàn toàn. Chứ bây giờ chúng ta lại là tinh tấn chánh niệm tỉnh giác để đạt được lý tưởng. Đó là cực kỳ phản bội Phật. Chúng ta đang cố gắng hành, cố gắng tu tập để đạt được một lý tưởng, mà lý tưởng đó các chúng ta không thấy đâu hết. Tất cả lý tưởng mà chúng ta đặt ra đều là ảo tưởng, giống như ông Angulimala. Lý tưởng của năm vị Kiều Trần Như cũng vậy, cố gắng thực hành khổ hạnh để đạt được lý tưởng, thì Đức Phật Ngài cũng nói dừng lại. Thật ra nói với năm vị Kiều Trần Như cũng chỉ là một chữ dừng lại. Nói với ông Yassa cũng là một chữ dừng lại. Nói với tất cả, mình nhìn lại trong tất cả những cái bài kinh cũng đều dừng lại. Mà dừng lại ở đâu? Thí dụ như có một người đến với Đức Phật với một tâm sân. Bởi vì đệ tử của ông ta đến nghe Đức Phật giảng, đến là để mà hạ nhục Đức Phật. Nhưng mà Đức Phật Ngài giảng xong rồi đó, theo Phật, ông bắt đầu ông cho cái đệ tử thứ ba thôi, hàng ba thôi. Vì nói Đức Phật có ăn thua gì, cho nên mình cho đệ tử hàng ba tới là đủ hạ ông rồi. Nhưng mà đệ tử hàng ba tới thì xuất gia theo Ngài. Đệ tử hàng nhì tới cũng xuất gia theo Ngài. Đệ tử hàng nhất tới cũng xuất gia theo Ngài. Coi như đệ tử mất hết. Ông rất là bực tức. Vừa là bực tức mấy cái ông đệ tử, vừa là bực tức Đức Phật. Thì trong cái sân hận đó, ông mới đến gặp Đức Phật. Và ông là một nhà lý luận, bởi vì hồi đó Bà La Môn toàn là những nhà lý luận không? Họ lý trí nhiều hơn là cái thực. Cho nên họ bày ra rất nhiều cái phương pháp để tu, để đạt được cái lý tưởng. Và chính ông Angulimala cũng là một trong những người mà bị cái lý tưởng đó làm cho quên mất rằng là mình giết không biết bao nhiêu người. Thì mình thấy là tất cả những cái bài kinh nào cũng hàm một chữ là dừng lại. Nhưng mà chữ dừng lại đây không phải dừng lại theo cái nghĩa là đứng hạng lại, mà dừng lại ở đây tức là buông hết để trở về với cái thực tại đang là. Chứ không phải dừng lại là đứng lại không tu nữa, không phải vậy. Cho nên Đức Phật, có một người Bà La Môn đến hỏi Đức Phật là: bạch Đức Thế Tôn, làm sao mà Ngài thoát khỏi bọc lưu? Thì Ngài nói là Như Lai không bước tới mà cũng không dừng lại.
Hai cái chữ dừng lại nó khác nhau nghe, chứ không phải hệ mà dịch ra Pali hệ cứ dừng lại cái là cái nào cũng giống nhau á. Mà vậy cái dừng lại bên này đó, không dừng lại mà cũng không bước tới, không dừng lại tức là không chấp thụ một cái gì và không bước tới tức là không tìm cầu hay là để đạt được một cái gì. Bởi vì sao? Bởi vì có một điều cực kỳ quan trọng, đó là ngay chỗ chúng ta dừng lại thì tất cả chân lý đều nằm ở đó. Niết bàn cũng ở đó, tất cả chân lý đều nằm ở đó chứ không phải là ở đâu khác. Vì vậy cho nên nếu ai biết, ai mà hiểu đúng tinh tấn chánh niệm tỉnh giác á, thì chỉ cần tinh tấn chánh niệm tỉnh giác liền giác ngộ, chứ không phải là 7 năm 7 tháng 7 ngày đâu. Giác ngộ ngay lập tức á, chứ không phải 7 năm 7 tháng 7 ngày. Là bởi vì nếu như người đó giống như là ông Angulimala chẳng hạn, hay là ông Yasa chẳng hạn, là Đức Phật nói, mà đặc biệt cái người mà dễ chứng minh nhất đó là ông Bahiya. Ông Bahiya, Đức Phật ngài nói chỉ đơn giản, trong thấy chỉ thấy, trong nghe chỉ nghe, tức là dừng lại chứ gì nữa. Không phải thấy để mà gì, không phải nghe để mà gì, không phải biết để mà gì, mà là trong thấy, trong nghe, trong biết đó là dừng lại trọn vẹn. Đó. Chứ tinh tấn là gì? Người ta nói tinh tấn là nỗ lực, đó là một định nghĩa cực kỳ sai lầm, phản bội. Phản bội lời Đức Phật. Tinh tấn là buông hết mọi nỗ lực tìm cầu. Quý vị nhớ cho rõ như vậy nè. Tinh tấn là buông hết mọi nỗ lực tìm cầu. Không tìm cầu cái gì nữa cả, ngay đây mà thấy, chứ đừng tìm cầu. Ngay đây mà thấy, ngay đây mà nghe, ngay đây mà xúc, ngay đây mà biết. Chứ không có tìm cầu bất kỳ điều gì. Cũng không phải là ngay đây để biết, để tìm cầu cái ngay đây. Cũng không phải luôn. Không tìm cầu bất kỳ cái gì cả. Bởi vì thực ra khi mình buông ra, thì ngay đó là bờ. Cho nên người ta nói là biện khổ mênh mông, hồi đầu là bến. Thật ra chúng ta có thể biết dừng lại, biết quay lại, thì ngay đó là bờ. Cho nên Đức Phật ngài mới nói là pháp mà Như Lai khai thị đó thì Sanditiko thấy ngay, Akaliko không qua thời gian, Ehipasiko quay lại mà thấy, Upanayiko ngay trên thực tại đó, Pachatang Veditapo Vinyuhi thì mọi người liền chứng ngộ. Nhưng mà tại sao chúng ta lại không chứng ngộ? Vì chúng ta lại tưởng Niết Bàn là ở đâu đó. Chúng ta là muốn 10 triệu kiếp nữa để đắc thành Phật toàn giác, mà không chịu nhìn lại, dừng lại để thấy ngay đây. Đó mới là một chuyện rất là buồn cười. Đó là một chuyện rất buồn cười. Nguyện thành bậc chánh đẳng. Chính thầy là hồi xưa mới tu đó, là nguyện thành bậc chánh đẳng chánh giác. Bây giờ thầy đang khi thầy thấy ra đó, thầy mới cười lại chính mình. Trời ơi, ngay đây ông thấy mà mơ mộng thành bậc chánh đẳng chánh giác. Tất cả chân lý đều đã có sẵn, không cần tìm cầu, chỉ cần. Cho nên mới nói tinh tấn là buông mọi tìm cầu. Mà buông mọi tìm cầu thì liền chánh niệm. Chánh niệm là trở về tròn vẹn với thực tại. Và tỉnh giác bây giờ có một cái sai nữa là tỉnh giác là người ta cố để mà nắm bắt đối tượng, tức là mình phải thấy rõ đối tượng, nhưng là tâm tỉnh giác chứ không cần biết đối tượng nào. Là tại vì sao mà nói là đối tượng là thân thọ tâm pháp? Nghĩa là khi mình nhìn thấy thân với một cái tâm là không mong cầu, là không mong cầu gì, tức là tinh tấn trọn vẹn với cái thân đang là chánh niệm, với và tâm hoàn toàn trong sáng, tâm hoàn toàn trong sáng trước cái thân, trước hoạt động của thân, tâm hoàn toàn trong sáng trước hoạt động của những cảm giác cảm xúc, tâm hoàn toàn
trong sáng trước cái trạng thái hay là cái thái độ của tâm. Tâm hoàn toàn trong sáng trước mọi cảnh, tức là mắt tiếp xúc với sắc, tai tiếp xúc với âm thanh, thì tâm vẫn hoàn toàn rộng lặng trong sáng. Thành ra cái tinh tấn chánh niệm tỉnh giác là cái tâm hoàn toàn rộng lặng trong sáng, chứ không phải là để tìm đối tượng. Bây giờ có nhiều trường phái là tìm đối tượng trong thân là cái gì, trong thọ là cái gì, trong thọ có bao nhiêu, trong tâm có như thế nào, ngồi phân tích. Đó là cực kỳ sai lầm, cực kỳ phản bội phản bội lời Đức Phật dạy. Tại vì quan trọng là cái tâm, chứ không phải là phân tích đối tượng. Quan trọng là tâm không mong cầu, trọn vẹn với thực tại và với tâm rõ biết. Vậy thôi, đơn giản là vậy thôi. Còn đối tượng gì thì kể mà kể. Đối tượng gì thì mình chỉ thấy như nó là thôi. Trong thấy chỉ thấy thôi, trong nghe chỉ nghe thôi. Và có một cái, hai cái câu mà Đức Phật Ngài nói cực kỳ quan trọng, đó là không nắm giữ tướng chung, không nắm giữ tướng riêng. Tức là trong thấy chỉ thấy thôi, chứ không phải là nắm giữ tướng chung hay tướng riêng của đối tượng đó. Thì mình lại là đem vi diệu pháp ra phân tích trong cái đi đó, là có cái gì là đất, cái gì là nước, cái gì là lửa, cái gì là gió. Không phải vậy, hoàn toàn không phải vậy. Phải nhìn thân thọ tâm pháp, phải nhìn mọi sự mọi vật như nó đang là, đơn giản là vậy thôi. Tức là trong thấy chỉ thấy, trong nghe chỉ nghe, trong thức chỉ thức. Và như vậy á thì gần như không có gì để tu cả mà cũng không có gì để đắc cả, chỉ có thấy thôi. Thì cái thấy trong sáng đó đó gọi là Phật. Chữ Phật đó, chữ Buddha là người thấy biết, và Buddhati là người thấy biết rõ ràng, hay là người rõ biết, đơn giản là vậy thôi. Người rõ biết, nhưng mà không phải là rõ biết đối tượng, mà là tâm rõ biết. Không phải rõ biết đối tượng, mà là tâm rõ biết mọi đối tượng. Cái tâm rõ biết trước mọi đối tượng chứ không phải là tâm rõ biết đối tượng. Tức là người ta chỉ nhầm lẫn một chút xíu đó thôi, là coi như là uổng công tu hành. Cứ đi tìm đối tượng này, trong này đất ở đâu, nước ở đâu, gió ở đâu, lửa ở đâu, ngồi cứ tìm hoài mà để làm gì? Cái quan trọng là mình nhìn cái đối tượng này với tâm gì. Mà cái tâm mà tinh tấn chánh niệm tỉnh giác là tuyệt đối rồi. Nó không phải là phương tiện để đạt được một cái gì, mà là chính bản thân cái tâm đó đó là đạo, là quả, là ngay nơi tâm đó rồi. Chứ không phải là cái tâm đó để đạt được điều gì đó. Thì thầy trở lại chuyện đi lập huyền chùa huyền không. Lúc đầu thầy cũng là nguyện thành bậc chánh đẳng chánh giác này. Bây giờ đọc được cái tứ niệm xứ và thấy tứ niệm xứ là hay rồi, nhưng mà vẫn nghĩ rằng là mình sẽ về lập cái chùa huyền không để trong rừng á, để mình một mình mới là ngồi mà cứ đi hành tứ niệm xứ. Nhưng mà về đó thì là đang lúc chiến tranh, đang đói cho nên á là phải trồng trọt để mà ăn, rồi phải xây dựng, dù là chỉ mới am tranh thôi nhưng mà cũng phải xây dựng, cũng phải làm cóc liêu. Cho nên á thực tế là làm việc nhiều hơn cái gọi là tu. Làm việc nhiều hơn cái gọi là tu. Thầy nhắc lại một lần nữa. Thì cái khi mà làm việc như vậy đó, thì thầy mới phát hiện ra rằng là chính cái trong cái làm việc tự nhiên á, thì cái thấy mới là trong thấy chị thấy, trong nghe chị nghe. Chứ khi mà mình cố gắng để mà thấy mà nghe đó, thì lúc đó mình lại xen cái bản ngã, xen cái ý đồ, xen cái ý chí của mình vào trong đó rồi, chứ không phải là chị thấy chị nghe như thật. Còn bây giờ
Cho nên bây giờ là cái đối tượng là từ đến, và cái tâm thật sự phải là nhu cầu. Thí dụ như thầy khắc nước thì lúc đó thầy mới là cầm cái ly để uống chứ, phải không? Uống xong rồi để xuống, chuyện đó là hoàn toàn tự nhiên, chứ không phải là sắp đặt. Nếu chúng ta sắp đặt để tu là đã sai rồi. Tu ngay trên những gì đang diễn ra. Mà diễn ra thì bất kỳ diễn ra kiểu gì cũng vẫn là thân thọ trong tâm pháp trong đó, phải không? Đi nấu ăn thì cũng thân thọ tâm pháp cho cái gì trên trời. Hay đi bộ cũng thân thọ tâm pháp. Hay làm bất kỳ cái gì thì lúc đó cũng thân thọ tâm pháp. Vậy thì chỉ cần là trong lúc đó đó, tâm mình hoàn toàn tròn vẹn với cái thực tại đang là, thì lúc đó mình mới phát hiện ra. Bởi vì cái tròn vẹn này đó, thì cái phát hiện cuối cùng là phát hiện gì? Cái cốt lõi cuối cùng của cái việc mà tinh tấn chánh niệm tỉnh giác để làm gì? Để thấy ra đâu là thái độ nhận thức và hành vi đưa đến phiền não khổ đau. Đó là tập đế khổ đế. Đâu là thái độ nhận thức và hành vi không đưa đến phiền não khổ đau hay là chấm dứt phiền não khổ đau. Đó là đạo đế diệt đế. Nhưng mà có một cái điều thầy nói để quý chúng ta mừng. Mừng là vì thế này: đạo đế diệt đế mới thực sự có sẵn trong mình. Còn tập đế diệt đế đó là cái đó do mình vô minh ái dục mà thêm vô thôi. Bây giờ vì vậy cho nên Đức Phật Ngài nói là chỉ cần xả ly ly tham đoạn diệt thì an tịnh, mà an tịnh thì chánh trí giác ngộ niết bàn. Tức là chỉ cần buông cái mà do vô minh ái dục mà tạo ra cái nhận thức và hành vi sai lầm, thì cái đạo đế và diệt đế sẽ tự hiện ra. Bởi vì nó mới là cái có sẵn. Niết bàn là có sẵn, chứ không phải. Còn khi mà mình nỗ lực đi tìm niết bàn thì mình đang đi vào tập đế khổ đế. Trong khi mình buông hết tất cả những cái đó đi để dừng lại, thì ngay đó lại là niết bàn. Tức là buông tất cả những cái mà tìm cầu đó đi, thì đó là niết bàn. Đó là vì sao mà Đức Phật Ngài nói tinh tấn chánh niệm tỉnh giác. Trời ơi, cái tinh tấn chánh niệm tỉnh giác là quá tuyệt vời đó, quá tuyệt vời. Mà có một lần thầy cũng giảng tại đây, thầy nói rằng là tinh tấn chánh niệm tỉnh giác là rất khỏe, bởi vì không có làm gì cả. Mà hệ làm gì một cái là thành tập đế khổ đế rồi. Hệ mà cố gắng làm ví dụ như nấu cơm hay là phải đi phải đánh răng rút biển, cái đó thì không sao. Cái đó thì bình thường, cái đó là bình thường không sao, cái đó cũng vẫn niết bàn hết á. Nhưng mà mình cố gắng tu tập để muốn đạt đến niết bàn đó, thì cái đó chính mới là đại vọng, mới là vọng tượng cực kỳ lớn. Vọng tượng đó là quá ảo tưởng luôn á. Trong khi niết bàn ở đây mình đi tìm niết bàn thì có sẵn. Bây giờ buông hết tất cả cái tìm kiếm đó đi thì ngay đó liền thấy niết bàn. Nhưng mà buông bỏ thì vẫn ăn vẫn ngủ, cho đừng có buông bỏ ăn ngủ. Ăn thì phải ăn, ngủ phải ngủ, đi phải đi, đứng phải đứng, nằm ngồi là phải có hết, chứ làm sao mà buông được đi được. Nhưng mà buông cái ảo tượng mà muốn đạt được niết bàn á, cái đó thì phải buông đi. Buông đó đi á thì trong ăn cũng niết bàn, trong ngủ cũng niết bàn, trong làm gì cũng niết bàn hết á. Nếu mà buông đi tất cả những cái xả ly ly tham đoạn diệt đó á, thì đâu cũng niết bàn cả. Bởi vì á, niết bàn là có sẵn, chứ không phải do mình tạo ra, không phải do nỗ lực của mọi người tạo ra. Bởi vì nếu mà mọi người mà nỗ lực để tạo ra niết bàn á, thì đó là niết bàn của bạn ngã. Cho nên may mắn khi thầy về đó để mà lập chùa Huyền Không á, thì lo làm ăn không. Làm ăn không phải làm ăn để làm giàu, làm có gì, mà làm ăn để cho khỏi đói thôi. Nhưng mà nó hay một cái là mình làm xong rồi tối lại thì vô anh em tụng kinh rồi xong rồi cái ra ngoài trời, cái bắt cái ghế
nằm nhiều khi nhìn trời nhìn đất ấy, mở tâm hồn ra thầy mới thấy ra được một điểm. Mình đó là cứ loay hoay mà cố mà, thầy dùng cái từ là trầm hâm đó, tức là mình cứ trầm hâm mà làm cái gì đó để mà đạt được ý muốn của mình. Nhưng khi mình mở tâm hồn ra đó thì cực kỳ tuyệt vời. Lúc mình mở tâm hồn mình ra, buông hết, nằm nhìn trời nhìn đất, lúc đó mình mới thấy cơn gió, từng cái ngôi sao hay là đám mây, tất cả mọi cái đều là kỳ diệu. Mình nói, ủa sao lạ đó, tại sao con người là đau khổ, tại sao con người là đau khổ, trong khi mình nằm đó nhìn thấy trời đất tất cả đều là đúng là santi paramang sukham, tức là một sự tĩnh lặng, một sự tịch diệt. Cho nên cái từ mà tịch diệt là niết bàn, mà gọi là tịch diệt á, là đúng là tịch diệt thiệt á. Khi mà tâm mình hoàn toàn rộng lặng thì trời đất tuyệt vời luôn, không. Nhưng mà tại sao mình nói ủa tại sao đau khổ, cho nên chính Đức Phật giác ngộ cũng thấy ra điều đó, ủa tại sao lại đau khổ, rồi tại sao mình phải đi hành thiền định rồi bỏ thiền định, rồi mình hành khổ hành rồi bỏ khổ hành, tất cả những cái đó để làm gì, vô ích. Khi buông ra ngài mới thấy rằng là té ra chính mọi tầm cầu đó mới là sinh ra đau khổ. Cho nên Đức Phật sau này là toàn nói dừng lại không. Toàn nói dừng lại không. Cái ông kia đó, ông tới hồi nãy thầy kệ ngang cái chỗ ông kia, ông tới ông gặp Đức Phật là muốn là hà Đức Phật. Ông mới đặt một câu hỏi, ông nói rằng là diệt cái gì thì được an lạc. Thì Đức Phật nói, Đức Phật ngài, nếu mà Đức Phật ngài nói là diệt vô minh thì hành diệt thì rồi, nếu mà ngài cứ nói kiểu đó đó thì ông sẽ tìm cách ông bài bác được. Tại vì một cái nhà lý luận, một trường uống như Công Lương là có thể bài bác được hết đó. Nhưng mà Đức Phật ngài này thấy quan trọng là cái thái độ của ngài này. Ngài thấy ông này tội nghiệp vì ông mất đệ tử hết, ông đang còn vô minh quá cho nên ông mới sân hận, cho nên Đức Phật rất là thương đó, ngài rất là từ bi, ngài trí tuệ của ngài thấy rõ được tâm trạng của ông này, nhưng mà ngài rất là từ bi cảm thông với ông này và ngài muốn chỉ cho ông này thấy ra sự thật, đơn giản là vậy thôi. Mà sự thật là đơn giản gì, có gì đâu, diệt sân thì được an lạc, ngài chỉ thẳng luôn. Bây giờ ông đang sân mà ngài chỉ diệt sân thì được an lạc thì ông lý luận gì được nữa. Tức là ông muốn tìm một cái sơ hở nào đó trong ngôn ngữ để mà lý luận. Ở đây Đức Phật đâu có nói ngôn ngữ. Ngài chỉ thẳng vào cái sân thôi chứ ngôn ngữ gì đâu. Diệt sân thì được an lạc. Cái ông là bừng tịnh liền và ông quỳ xuống chắc cũng là quy y với Đức Phật luôn. Cho nên mình thấy rằng là bây giờ nói diệt sân thì được an lạc cũng là tứ thánh đế, đúng không? Nói với ông Ba Hy Gia trong thấy chỉ thế, trong nghe chỉ nghe, chứ không có bản ngã Ba Hy Gia, thì không có bản ngã Ba Hy Gia để mà tầm cầu, để mà tìm kiếm, để mà thế này thế kia đó, tức là tập đế khổ đế. Còn trong thấy chỉ thế, trong nghe chỉ nghe là đào đế diệt đế, tức là tất cả đều quy về một chỗ là mình có thấy ra được điều gì đưa đến phiền não khổ đau, điều gì thì chấm dứt phiền não khổ đau hay không, đơn giản là thôi. Chứ còn chân lý thì nó đã có sẵn, niết bàn là có sẵn rồi. Bây giờ mình có chấm dứt cái tham vọng, cái si mê lầm lạc của mình để trở về với niết bàn hay không, chứ không phải là chạy đua để mình đi tìm niết bàn. Trường phái này chạy đua theo kiểu này, trường phái kia đặt ra kiểu khác để chạy đua, trường phái nọ đặt kiểu khác để chạy đua tới niết bàn. Trong khi đó niết bàn là ở tại đây, dừng lại. dừng lại đó. Thì khi mà thầy ra làm ở huyền không đó, thì vô tình hình như là pháp chuyện dùng á, pháp chuyện dùng mình á,
là dừng lại, không có tu gì hết trơn á. Bây giờ làm rồi mình tự mình soi sáng mình trong đó. Khi làm mình thấy sân mình ra làm sao, khi làm mình thấy tham ra làm sao, khi làm mình thấy mình ích kỷ ra làm sao, mình thấy ra hết. Cũng như hồi xưa có một câu chuyện, có hai vị, có một vị là Đức Phật ngài giảng cái gì á, là ông cũng đều giảng lại được hết. Ông giảng hay lắm, nhưng mà Đức Phật ngài thấy là ông chỉ giảng trên ngôn ngữ vậy thôi chứ ông không thấy gì hết. Thì trong khi đó có một vị lại là cứ lo sống tròn vẹn sống, cho nên vì đó giác ngộ. Thì Đức Phật ngài mới kêu hai vị ngồi lại. Đức Phật ngài mới hỏi nào là kinh này có bao nhiêu chi, kinh kia pháp này có bao nhiêu chi gì đó, thì cái ông mà pháp học á, ông nói hết, nói được hết. Còn vị kia không biết gì hết. Hỏi vị kia, vị kia không biết cái thập nhị nhân duyên có bao nhiêu thứ, nó không biết. Bởi vì đâu cần biết mấy chuyện đó. Bây giờ ông đang tròn vẹn với cái thực tại, ông đang tròn vẹn với niết bàn thì ông đâu cần biết mấy cái đó. Cho nên hỏi ông biết. Cái Đức Phật ngài mới hỏi ngược lại, hỏi những cái thực, hỏi đi vào những cái vấn đề thực. Thì cái vị mà không biết gì hết á, lại bây giờ nói rõ ràng hết. À, cái tâm thanh tịnh thì nó ra làm sao, à, khi sân thì làm sao mà hết sân, đó là vì đó nói rất là rành rẽ. Trong khi hỏi vị bên này thì lúc đó lại không biết gì hết. Thì cái vị đó mới là đi, vì đó mới thấy mắc cỡ bắt đầu mới đi học. Đi học, nhưng mà đi học thì vị nào từ chối dạy hết á. Tại vì ông này ông quá giỏi mà, Phật nói cái gì ông giảng được hết trơn mà còn dạy ông cái gì nữa. Cho nên á, không ai dạy hết. Cuối cùng á, là có một vị sa di 7 tuổi nhưng mà lại là A-la-hán. Tới hỏi đạo vị này thì vị này chẳng biết gì hết. Tại vì bây giờ ông A-la-hán rồi thì ông đâu cần biết gì nữa. ông chỉ biết niết bàn trong từng khoảnh khắc thôi chứ ông đâu cần biết cái gì. Thôi ông cái gì ông không biết hết á. Nhưng mà vì A-la-hán đó thấy cái ông này là bây giờ ông này phải đi vào thực tế thôi. Ông này phải đi vào thực tế mới được. Cho nên á, vì đó mới biểu cái vị thường tòa đó là phải làm cái này, phải làm cái kia, phải làm cái nọ hết á, đủ thứ. Giống như mà mình nói là đi á, đi cái ông đó, nhưng mà không phải. Cái vị đó biết rõ rằng là phải qua trải nghiệm thực thì ông này mới thấy ra mình. Thấy ra mình sân ra làm sao, thấy mình ngã mạn ra làm sao, thấy mình phiền não đau khổ ra làm sao. Đó, thì cho đi làm hết việc này qua việc khác. Thì qua đó thực như vậy vì đó mới thấy ra mình. Thật ra là tu là gì? Tu là sân là thấy mình sân, tham là thấy mình tham. Đó. Vui thì thấy vui, buồn thì thấy buồn, thế thôi. Lạc thì thấy lạc, khổ thì thấy khổ. Tức là chỉ thấy thôi. Thì bây giờ qua cái đời sống thực tế ông mới thấy. Thì thầy cũng vậy. Mình qua kinh điển thì mình cứ nghĩ rằng là phải tu tập thế này, phải tu tập thế kia. Đến khi mình về mình sống với thực tế đó, đối diện với thực tế đó, thì lúc đó chỉ có phải làm việc và biết mình trong đó, đơn giản là vậy thôi. Và nhất là khi buông ra, không phải là ngồi thiền, không phải là ngồi định, đã mệt rồi, rồi bây giờ còn ngồi lại, rồi xếp bàn rồi lại, rồi ngồi cả mấy tiếng đồng hồ, cho nó đau lưng rồi thêm nữa làm gì? Chỉ cần ra ngồi bắt cái ghế, ngồi nhìn trời nhìn đất, nhưng mà mở tâm hồn mình ra, vừa mở ra mà vừa cảm nhận được cả trong cả ngoài. Thì khi mà trong ngoài lặng lẽ chẳng vin đâu đó, tức là mình không có vướng vào cái gì cả, không tu mà cũng không chứng gì, mà chỉ có thấy đúng như là Đức Phật ngài nói là trong thấy chỉ thấy, trong nghe chỉ nghe thôi. Thì chính cái lúc mà mình nằm buông ra đó, khi mình làm việc thì mình thấy mình rất rõ trong công việc, khi mình nằm buông ra thì mình lại phản ánh trung thực cả trong lẫn ngoài. Cho nên thầy tự nhiên phát hiện ra được một cái pháp hành, đó là cái pháp hành tự nhiên trải nghiệm
chiêm nghiệm, soi sáng lại chính mình. Cho nên bây giờ cái chữ Vipassana đó thầy dịch lại là thiền soi sáng thực tại. Bên kia nói thiền minh sát, rồi nói thiền quán, thiền gì, nghe một quán này có nhiều người hiểu lầm quán là làm thế này thế kia gì đó, minh sát là phải minh sát thế này thế nọ gì đó. Cho nên bây giờ thầy cũng nói, thầy nói đơn giản hơn là thiền soi sáng thực tại. Thực tại đó tức là thân thọ tâm pháp đó. Soi sáng ở đây đó thì cái tâm soi sáng để đừng vì, vì cái soi sáng là cái tâm mình. Thí dụ như đối với thân, mình cho là thân ta hay là thân ta đẹp, thân ta xấu, thân ta mạnh khỏe, thân ta yếu ốm gì đó, thì toàn là xen cái bản ngã mình vào trong cái thân. Còn bây giờ nếu mà mình cái tâm mình hoàn toàn rộng lặng á thì chỉ thấy thân là thân thôi, đơn giản là vậy thôi. Thân là thân thôi, chứ không phải thân ta, cũng phải là thân, cũng mong cầu thân mạnh khỏe, thân gì hết. Hệ một thân như thế nào thì mình trải nghiệm cái thân như vậy. Và thân đương nhiên là nó sẽ phát sinh ra thọ. Thí dụ như mình ngồi cái là mọi chứng thì thân là nó sinh ra thọ, đi một hồi cũng mệt thì nó sinh ra thân, là nó sinh ra thọ. À, rồi á, cảm nhận cái thọ đó là tâm. Cho nên á, tất cả những cái này đó là một cái chuỗi diễn biến, chứ không phải là một cái đề mục riêng. Không phải là một đề mục riêng mà là một diễn biến. Thí dụ như khi mình đi thì đó là thân. Nhưng mà khi mình đạp phải cái gai thì là thọ. Mà khi đạp phải cái gai cái mình nổi sân lên thì đó là tâm. Đó. Và cái sân đó nó cứ trói buộc mình hoài thì đó là pháp. Vậy thôi. Còn nếu như bây giờ mình đi mà trong chánh niệm tỉnh giác, mình sáng suốt rõ biết thì mình cũng thấy được cái tâm đang sáng suốt. Đó, nếu có cái cảm thọ thì chỉ nhận thấy cái cảm thọ đó thôi. Cái tâm như thế nào mình thấy như vậy thôi. Và mình có bị trói buộc bởi các pháp hay không? Thì lúc đó chính là tu đó. Thành ra thầy mới nói thật ra không phải tu mà là trải nghiệm, chiêm nghiệm để soi sáng lại cái thực tại, để loại trừ ra tất cả những cái khái niệm, tư tưởng, quan niệm mà phần lớn là sai lầm và ảo vọng. Đó. Chỉ cần loại ra tất cả những cái đó thì mọi pháp đều hiện ra như chân như thật. Cho nên Đức Phật Ngài mới nói là khi tâm thanh tịnh thì thấy tất cả các pháp đều thanh tịnh. Cho nên bây giờ cái khóa thiền mà của thầy mà ở Bụ Long á là vui lắm. Vô là cho đi quét dọn, đi làm việc, bởi vì thầy thấy rằng đi làm việc là mới là thực tế. Đó, đi rồi đi bộ đó, hay là đi khất thực, đó là toàn là những hoạt động rất bình thường. Nhưng mà trong đó là luôn cảm nhận được mình, cảm nhận được thân thọ tâm pháp trong tất cả những cái hoạt động của mình trong đời sống mà rất tự nhiên, chứ không có phải có một cái khuôn phép gì, không cần phải khuôn phép gì. Chỉ là bởi vì có nhiều người cho nên để làm chung thì phải đi bộ chung với nhau, đi khất thực rồi vậy thôi. Chứ còn thực ra hồi thời Đức Phật là không có, là hoàn toàn tự do. Đức Phật Ngài chỉ khai ngộ thôi, còn tất cả những đệ tử của Ngài đều là tự do. Vì tự do cho nên A Nan thì khác, Xá Lợi Phật khác, Mục Kiền Liên khác, đó. Mỗi người mỗi khác, nhưng mà cái cốt lõi vẫn là cái luôn là sáng suốt rõ biết, hay là với một cái tâm thanh tịnh trong sáng. Đó mới là cái gốc. Thành ra cái gốc thì chung, nhưng mà cái ngọn thì mỗi người mỗi khác, chứ không bắt ai là phải cùng một cái mẫu như nhau. Thì đó là những gì mà trải qua cái huyền không, rồi sau này thầy về lại Bụ Long nhận cái trách nhiệm của tổ đã giao, rồi thầy lập viên không, rồi trải qua tất cả những cái mà cái trải nghiệm đó
thì là giúp cho mình trưởng thành trong cái nhận thức và hình nhận thức đúng sự thật, nhận thức đúng về chính mình. Thành ra mọi người sinh ra trên cuộc đời này thực ra đơn giản chỉ là sống trải nghiệm như chính cái sinh mệnh của mình. Mọi người có một sinh mệnh khác nhau, không ai giống ai hết đó. Cho nên mọi người phải tự trải nghiệm chính bản thân mình để thấy ra mình. Nhưng mà trong mình đó thì cái thấy ra cuối cùng vẫn là cái gì đưa đến phiền não khổ đau, đó là tập đế khổ đế. Kể cả mình đang tu tập, có mấy người tu tập mà bây giờ tới gặp thầy là thầy cũng hết thuốc chữa luôn. Tại họ tu quá nhiều, quá sức đi, bị tham vọng quá nhiều, tu quá sức, bây giờ tẩu hỏa nhập ma rồi không biết làm sao mà chữa. Bây giờ chỉ có vô nhà thương thôi chứ không biết làm sao. Bởi vì bây giờ mình nói họ cũng không nghe nữa, làm sao họ không hiểu nữa. Bây giờ cái đầu óc họ cứng ngắc rồi làm sao được. Là bởi vì tu sai, tu quá nhiều. Nên thầy mới đây thầy có một, khi mà gặp cái người mà đến trình pháp với thầy mà xin thầy cứu đó, thầy mới tự nhiên cái thầy ngộ ra một điều nữa. Ngộ ra một điều là chẳng ta không tu còn hơn là tu sai. Nhớ, quý vị nhớ giùm, chẳng ta không tu gì hết, tại vì không tu gì hết á cũng phải trải nghiệm đời sống thôi. Mà hệ trải nghiệm đời sống trước sau cũng phải thấy thôi. Có thể là họ đi lang thang lâu ngày nhưng mà họ còn thực hơn là tu sai. Vì tu sai tức là mình đã tạo ra một ảo tượng hay là theo một ảo tượng của người nào đó. Do đó thầy mới nói là ai tu gì cũng được hết á. Ai muốn tu gì tu tự do. Có điều á là đừng làm nô lệ cho bản ngã. Và cũng đừng làm nô lệ cho bất kỳ ông thầy nào khác. Cái ông thầy mà thực sự đó là ông thầy đó chỉ khai ngộ để cho mình thấy ra mình. Chứ ông không bao giờ, cái ông giác ngộ là ông không bao giờ bắt cái người đệ tử là phải làm theo ông thầy. Mà là phải thấy ra chính mình. Cho nên Đức Phật á, Ngài đâu có bắt A Nan làm theo Ngài, đâu có bắt Ca Diếp làm theo Ngài. Ngài Ca Diếp muốn đầu đà thì cứ đầu đà. Thậm chí Đức Phật Ngài nói, bây giờ ông đã là giác ngộ rồi, hoàn toàn A-la-hán rồi, bỏ đầu đà đi. Ngài nói, Ngài Ca Diếp Ngài nói, tại con giờ cũng không cần đầu đà đâu, nhưng mà tại quen rồi, giờ cứ sống vậy thôi. thì bây giờ ai sống sao mà sống, chứ nó đâu có sao. Mà hồi đó Đức Phật Ngài khai ngộ xong rồi á, là người đó cứ đói thì đi khất thực ăn, không có đồ mặc. Hồi đó khổ lắm chứ không phải giống như bây giờ mình y nhiều đâu á. Y là phải đi lượm vải mà nghĩa trang á, đem về rồi nhuộm mà mặc đó. Mà chính cái đời sống mà Đức Phật Ngài chỉ khai thì thôi, xong rồi Ngài để cho họ đi, muốn ai muốn ở trong rừng thì ở, ai muốn đi hành cước thì đi, ai muốn làm sao nào, ai muốn hành kiệu sao cũng được á, miễn sao là trong cái đời sống đó mình trải nghiệm để thấy ra chính mình. Đơn giản là vậy thôi. Phát hiện ra trong mình là cái gì đưa đến phiền não khổ đau, cái gì là chấm dứt phiền não khổ đau. Đó là cái cốt lõi của Đạo Phật. Thì cũng may là cái lúc mà thầy chưa có thấy ra được cái con đường giác ngộ á, thì thầy cũng tu đủ thứ. Nhưng mà có cái may là tu 2-3 ngày gì đó là thấy sai rồi, cái này sai rồi. Đấy, có cái là mới tu một lần thôi là thấy sai rồi. Có cái là cũng trải qua cái mấy tháng mới thấy sai. Nhưng mà may mắn là nghe cái pháp hành gì hay là cũng theo hồi là xong rồi bỏ. Mà cái bỏ đó là nó do một cái cơ duyên mình ngộ ra, chứ không phải là tự nhiên mình chán rồi mình bỏ. Do một cái cơ duyên mình thấy cái này sai. Đó. Thì nói tóm lại là cái trong một thời gian dài
thầy xuất gia 60 năm. 60 năm, 80 tuổi, 20 tuổi là xuất gia, là 60 năm. À, nhưng mà thọ tỳ kheo á, thì 2 năm sau, một năm đầu thì thọ sa di, rồi năm sau thọ tỳ kheo, thành ra 2 năm sau mới là thọ tỳ kheo. Vì vậy cho nên bây giờ hà đó, tu thì 60 năm, nhưng mà hà thì 58 hà, à, đại khái là vậy. Thì trong cái thời gian đó, thầy cũng may mắn là thấy ra được cái cốt lõi của đạo và đi chia sẻ ở nhiều nơi. Và thầy cũng rất là vui khi thấy là rất cũng khá nhiều người khi thầy đi chỗ này chỗ kia, trên ở khi thì ở Canada, khi thì ở Mỹ, ở bang này bang khác, khi thì ở Úc, khi ở châu Âu, cũng đi nhiều nước mà chia sẻ, thì thầy thấy là gặp rất nhiều người Phật tử. Họ chỉ cần nói một câu này thôi: con nghe Pháp và con đã cởi bỏ được rất nhiều vấn đề trong đời sống. Mà trước đây là nếu mà con không nghe được Pháp á, thì con vướng mắc trong cách tu hành này, rồi vướng mắc trong đời này, vướng mắc trong rất nhiều chuyện. Nhưng mà khi nghe Pháp được rồi á, thì lại cởi bỏ được những cái vướng mắc đó. Đó là cái điều mà thầy thấy rất là vui mừng. Đó là một cái thành quả, mà cũng như là một cái phần thưởng mà bao nhiêu năm nay thầy đi hoằng pháp và thấy được những người mà họ đã trải nghiệm đời sống và họ đã thoát ra khỏi được những cái vướng mắc trong đời sống để bây giờ có thể sống một cách tự tại. Và trong một cái đời sống hết sức là bình thường. Cho nên á, cuối cùng á, là thầy nói như thế này: cái người tầm thường á, thì là luôn là muốn đạt được phi thường. Chính vì vậy cho nên họ cố gắng, họ tu thật dữ để mà đạt được phi thường. Còn người thật sự phi thường là bởi vì họ thấy tất cả những cái bình thường đều là phi thường. Tức là thấy phi thường trong tất cả cái đời sống bình thường. Và chân lý không phải nằm ở đâu xa, mà nằm ở trong chính cuộc sống này, và đặc biệt là nằm trong chính mỗi người. Và tất cả chân lý đó đều bình đẳng đối với mọi người, không phân biệt đó là tôn giáo hay là tông phái nào. Ai thấy ra chân lý, ai thấy ra chính mình là thấy ra chân lý. À, đó là cái điều mà thầy muốn chia sẻ với mọi người. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Không biết là cái giờ nào là giờ nghỉ, bây giờ là 9 giờ rưỡi. 10 giờ trai tăng, bây giờ ai muốn hỏi gì á thì hỏi vài ba câu thầy có thể trả lời. Ai muốn hỏi? Ai có thắc mắc gì muốn hỏi? Nếu không thì mình dừng lại ở đây rồi để chuẩn bị trai tăng. Có ai hỏi gì không? Giác ngộ hết rồi, không ai hỏi gì nữa.